Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Hiện tại thì trên tay mình là một cái sản phẩm, nó tiếp tục là một cái máy thủ phân khúc giá rẻ. Đây là chiếc Realme C12, một cái sản phẩm mà cũng mới được giới thiệu ra thôi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở hộp cũng như là chia tay nhanh cái sản phẩm này để xem với một cái điện thoại mà nó có mức giá rơi khoảng là 3,5 triệu thì nó sẽ có những thứ gì và nó có thực sự là đáng mua hay không nhá. Và rồi, máy thì mình đã lấy ra ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mở hộp cái sản phẩm này ra để xem là bên trong máy này thì chúng ta sẽ được tặng kèm những cái thứ gì nhá. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp tự sinh dẫn sử dụng. Ở phía bên trong này rất là đáng tiếc, chúng ta sẽ không được tặng kèm ốp lưng. Chỉ có duy nhất một cái tờ sinh dẫn sử dụng thôi. Tiếp theo ở phía bên dưới thì phụ kiện cũng tương đối là ít, không quá là nhiều đâu. Chúng ta sẽ có đầu tiên là một cái sợi cáp. Và cáp này thì nó là cáp micro USB các bạn nhé. Cáp này là cáp micro USB và khá đáng tiếc luôn. Bên trong này thì nó vẫn có cái phần lõi đó là màu vàng, màu đặc trưng của những thiết bị từ nhà Realme và micro USB. Thực sự là khá thòi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Củ sạc này sẽ có công suất đạt được ở mức đó là 5V 2A, đó là 10W. Nhìn chung thì không quá là ấn tượng với những cái món phụ kiện như thế này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc Realme C12, nhân vật chính của chúng ta. Và ok, đây là chiếc Realme C12. Cảm nhận của mình khi mà cầm cái sản phẩm này lên đó là nó không khác biệt quá là nhiều so với cả chiếc Redmi 9C luôn. Thực sự là nó rất là giống. Ở mặt trước chúng ta đều có một cái màn hình với kích thước là 6.5 inch. Và ở phía này nó đều là cái giọt nước chứa đựng cụm camera selfie. Các cạnh viền có độ dày cũng gần như là tương tự nhau luôn. Thực sự đây là hai cái điện thoại nó có form thiết kế nó rất là giống nhau, kể cả là ở mặt sau luôn. Đây các bạn có thể thấy chúng đều là cái mặt lưng bằng nhựa và cả bộ khung này cũng đều bằng nhựa luôn. Cách bố trí cụm camera cũng đều đặt ở trong một cái hình vuông như thế này, một cái bếp từ. Và ở đây đều có vị trí của cái cảm biến vân tay dạng một chạm. Chỉ khác ở cái mặt lưng này đó là chiếc Realme C12 được Realme họ làm theo cái dạng đó là nó sần lên, nó có các cái đường gợn nên khi mà chúng ta cọ vào mặt lưng này nghe tiếng này. Đó, thực sự rất là thích. Và cái mặt lưng này nó cũng sẽ hạn chế được cái việc là bám hôi vào dấu vân tay hay là nhìn thẩm mỹ khi mà bám hôi vào dấu vân tay vào thì nó cũng không bị xuống cấp quá là nhiều. Và đây là kiểu mặt lưng mà mình rất là thích ở trên những thiết bị thủ phân khúc giá rẻ. Ở cái phiên bản này mình đang cầm thì nó là màu marine blue, thì mình cảm thấy rằng là nó rất là đẹp. Nó có cái mảng màu xanh được chia ra như thế này, nhìn nó tạo được điểm nhấn, tức là nhìn cái chiếc máy của chúng ta nó sẽ nổi bật hơn tương đối là nhiều. Quay trở về với mặt trước thì chúng ta sẽ có kích thước màn hình của sản phẩm này đó là 6.5 inch và độ phân giải đạt được ở mức đó là HD Plus và thôi. Thông số gần như là tương tự so với chiếc Redmi 9C đúng không nào. Về cái độ sáng của màn hình này mình cảm giác là nó cũng không thực sự là quá cao. Đây là mắc độ sáng rồi nhưng mình cảm thấy là nó khá là bình thường thôi. Nghiêng ra như này phát là các bạn sẽ có thể thấy luôn đó là nó hơi bóng đèn này. Đó, thực sự là rất dễ để làm cho chiếc điện thoại này bị bóng luôn khi mà có ánh sáng ở phía xa để chiếu vào với cường độ lớn. Câu chuyện cũng tương tự diễn ra ở phần hiệu năng khi mà chúng ta sẽ chỉ có vi xử lý để trang bị đó là Helio G35 mà thôi. Đây là một con chip mà mình nghĩ rằng là chỉ nên trang bị ở chiếc máy giá rẻ chứ không phải là một sản phẩm mà mức giá của nó cũng là tương đối như thế này, 3,5 triệu. Chúng ta sẽ có con chip này đi kèm với đó là dung RAM 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Cấu hình này thì 3GB nó là ổn để có thể sử dụng. Nhưng mà nếu như xét ở trong tầm 3-4 triệu thì mình kỳ vọng ở mức đó là 4GB RAM hơn. Vì bây giờ Android nó ngày càng nặng hơn rồi, nhưng cái tính năng ẩn thì nó ngày càng xuất hiện nhiều. Vậy nên cái việc mà chỉ có 3GB thì nó sẽ là không đủ để nó chạy nền. G35 cũng không phải là một con chip quá là mạnh khi mà điểm số AnTuTu nó cho ra thì không thực sự là quá cao. CPU rơi khoảng là 45.000 và GPU rơi khoảng là 13.000. Thực sự đây là những cái điểm số mà mình nghĩ rằng nó không thực sự là quá ấn tượng. Cho tầm giá này thì ít ra chúng ta nên được trang bị một cái con chip nó là cao hơn, nó là mạnh hơn. Ít nhất là Snapdragon 675 chẳng hạn thì cái hiệu năng của chúng ta có ấy, nó sẽ là ngon hơn rất là nhiều đúng không nào. Nhưng mà chiếc điện thoại này thì nó lại chưa có được cái điều đó. Nên là nếu như các bạn nào mà mua chiếc điện thoại này về để chơi game chẳng hạn thì cái khả năng chơi của máy nó sẽ bị giới hạn. Và những cái trải nghiệm nó đưa ra thì cũng sẽ không thực sự là tốt như là một số những cái sản phẩm khác ở trong cái tầm giá này. Về phiên bản phần mềm của máy thì ở đây mình có check thì máy đang được cài sẵn phiên bản đó là Android 10, cùng với đó là Realme UI vẫn chỉ là 1.0 mà thôi. Hơi đáng tiếc một chút, hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản cập nhật nó mới hơn để trải nghiệm được những cái tính năng mới đến từ Realme UI. Và về camera thì cái chiếc điện thoại này nó cũng có một cái thông số nó là cơ bản thôi chứ không quá thực sự là mạnh. Chúng ta sẽ có một bộ bao kính là ở phía mặt lưng đây, trong một cái khung bếp từ như thế này. Thông số cụ thể thì ống kính chính sẽ có độ phân giải là 13 megapixel, ống kính phụ sẽ là 2 megapixel cho camera macro và 2 megapixel cho một camera cảm biến đo chiều sâu. Nhìn chung những cái thông số này thì mình cảm thấy rằng nó thực sự rất là giống so với chiếc Redmi 9C, giống từ ngoại hình cho đến là thông số phần cứng luôn, nó giống đến từng con số luôn ấy. Và về những cái trải nghiệm camera có lẽ là trong thời gian tới mình sẽ gửi đến các bạn, bởi vì
ở thời điểm hiện tại thì mình chỉ có thể trên tay cũng như là trải nghiệm nhanh được cái chiếc điện thoại này thôi. Nhưng mà nếu như xét qua về cái chất lượng chụp ảnh từ camera chính của cái sản phẩm này thì mình thấy là nó tương đối là bình thường, không có quá nhiều điểm khác biệt. Về pin của sản phẩm này thì nó hơn so với chiếc Redmi 9C kia, đó là lên 6000 mAh. Với 6000 mAh thì đang sử dụng thực sự rất thoải mái, vì những cái thông số phần cứng được trang bị ở trên chiếc điện thoại này nó đều không quá ăn pin nhiều. Tuy nhiên cái vấn đề sẽ xuất hiện khi mà các bạn sạc cho cái thiết bị này. Mình nghĩ là chỉ nên sạc qua đêm cho nó thôi, bởi vì cái thời gian sạc có lẽ là sẽ rất lâu, vì pin 6000 mAh mà củ sạc được tặng kèm nó lại chỉ là củ sạc đó là 10W mà thôi. Thực sự với một cái cục pin lớn như vậy thì nguồn ra đó là khá thấp để chúng ta có thể là sạc nhanh. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với một cái viên pin nó lớn như vậy thì chiếc máy này sẽ không đặt các bạn vào cái trường hợp mà phải sạc pin nhanh cho nó đâu, bởi vì pin của nó rất là trâu, thậm chí là tầm 10% các bạn vẫn có thể sử dụng được ở cái mức cơ bản, nó là rất dài cơ, nên là các bạn hoàn toàn an tâm về cái vấn đề đó. Về một số cái yếu tố khác mà mình cảm thấy chưa thích ở trên sản phẩm này, đó là việc máy vẫn chỉ được trang bị cổng đó là micro USB mà thôi. Đây là cái tầm giá rơi khoảng là 3,5 triệu. Rất là nhiều những chiếc điện thoại đã được trang bị cổng USB Type-C rồi, chứ không phải là một cái cổng micro USB như thế này. Và đây chắc chắn sẽ là điểm trừ của máy, cũng như là nó sẽ là một trong cái điểm mà được đem ra so sánh rất là nhiều với cả những cái sản phẩm khác ở trong tầm giá. Thì ok, đó là một số những cái trải nghiệm nhanh cũng như là quan điểm của mình về chiếc Redmi C12, một trong những cái sản phẩm được Redmi họ định ra ở cái phân khúc giá rẻ, rơi khoảng tầm là 3,5 triệu. Bản thân mình thì thấy rằng với một cái mức giá nếu như là 3,5 triệu thật ý, thì nó sẽ không đáng mua một chút nào cả. Và thay vào đó chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn đến chiếc Redmi 9C, một cái chiếc điện thoại mà nó sẽ có mức giá rẻ gấp rưỡi so với cả Redmi C12. Và những thứ mà chúng ta được trang bị ý, thì nó gần như là giống y hệt luôn, chỉ có một bên là Redmi UI, còn một bên là MIUI mà thôi. Đó thì đó là cái quan điểm của mình về chiếc điện thoại này. Còn không biết là các bạn nghĩ gì sau khi mà xem xong video này, các bạn có thấy rằng Redmi C12 thực sự là xứng đáng số tiền đó hay không, hay là các bạn sẽ lựa chọn đến một chiếc điện thoại khác ở trong cùng tầm giá? Xin mời hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video để cho mọi người có thể tham khảo thêm, cũng như là chúng ta sẽ bàn luận thêm về cái vấn đề này nhé. Video của mình xin kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video lần sau.